Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 và 18 tháng 11, đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng, chia vui cùng cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Trải qua 41 năm, ngày 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, của toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo mà còn là ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng, tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, những người có đóng góp to lớn trong sự nghiệp chồng người và trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Với truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để toàn xã hội tôn vinh nghề giáo, tri ân những người đã miệt mài với sự nghiệp chồng người. Trong suốt 41 năm qua, các thế hệ thầy và trò đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển. Các thầy giáo, cô giáo đã tận tình, truyền đạt kiến thức, truyền cảm hứng say mê, sáng tạo cho biết bao thế hệ học sinh. Đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí Thư Thường trực huyện ủy cùng đại diện các phòng ban ngành huyện đã đến thăm hỏi chúc mừng các thầy cô giáo liên trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Mường Lát. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện gửi lãng hoa tươi thắm đến các thầy giáo cô giáo, đồng thời qua trao đổi, đồng chí ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo trong quá trình công tác. Đồng chí mong muốn các thầy giáo cô giáo sẽ có nhiều đóng góp hiến kế hay cho huyện nhà trong sự nghiệp giáo dục cũng như trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai. Đến thăm và chúc mừng thầy cô trường tiểu học Quang Triều 2, đồng chí Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong thời gian qua. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, xây dựng thương hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dịp này, đồng chí đã trao tặng một bộ máy lọc nước trị giá 5 triệu đồng phục vụ cho học sinh bán trú.